Lễ thành hôn hoành tráng trong lâu đài nguy nga bậc nhất Nam Định, Thanh Tùng và Ngọc Trâm không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để trang hoàng căn biệt thự hoành tráng. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, lễ thành hôn của cặp đôi Thanh Tùng Ngọc Trâm được tổ chức ở nhà riêng của chú rể tại Nam Định. Tiệc mừng đám cưới diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Chú rể Thanh Tùng hiện làm việc trong công ty may mặc của gia đình, vợ anh Ngọc Trâm là tiếp viên hàng không. Với tòa lâu đài được xây dựng kiến trúc châu Âu, Đô Uyên Ương đã chọn style trang trí kinh tế thanh lịch với tông vàng kem và hồng pastel chủ đạo. 10.000 bông hồng Ecuador nhập khẩu, 1.000 cành hoa lan, 100 kg hoa baby, 200 kg lá cùng hơn 10 loại hoa tươi khác được sử dụng để trang hoàng cho lễ thành hôn. Toàn bộ phụ kiện trang trí được thiết kế riêng, phục vụ riêng cho ngày trọng đại của Thanh Tùng và Ngọc Trâm. Wedding Planner từ Hà Nội đã huy động hơn 100 người làm việc liên tục trong hơn 12 tiếng để trang trí cho buổi lễ. Tư gia nhà trai có 4 tầng, mọi ngõ ngách bên trong đều được làm đẹp bằng hoa tươi. Mỗi tầng của biệt thự là một tác phẩm theo phong cách châu Âu khác nhau. Căn biệt thự có kiến trúc nguy nga lộng lẫy, nội thất được chủ nhân mua ở nước ngoài. Không gian long trọng ở phòng khách chính nơi diễn ra lễ thành hôn, cặp đôi đã chi khoảng 1 tỷ đồng để phủ ngập ngôi nhà trong hoa tươi. Đôi Uyên Ương chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết trên bàn tiệc, bộ ấm chén uống trà, khay đựng bánh, thắp nến đều mạ vàng. Ghế Chiavari với xuất xứ từ Italy là sự lựa chọn cho hoàn hảo không gian cổ điển châu Âu của tòa lâu đài. Buổi lễ được thực hiện bởi Hoàng Khánh, Wedding và Event. Quân Nhật Ký Vàng Anh xinh như hot girl, người bạn đời của anh chàng Quyết Đại Ca năm nay 22 tuổi. Hôm 3 tháng 1, Mạnh Quân của Nhật Ký Vàng Anh 2 đã tổ chức đám cưới với bạn gái tại Hà Nội sau thời gian dài gắn bó. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên nam diễn viên không chia sẻ việc kết hôn với giới truyền thông. Tuy nhiên, một vài hình ảnh trong hôn lễ của Mạnh Quân vẫn xuất hiện trên mạng xã hội do bạn bè đăng tải. Bà xã của anh chàng Quyết Đại Ca trong sitcom 5 Phút Online tên Kim Lê, sinh năm 22 tuổi. Cô làm nghề kinh doanh online và sở hữu nhan sắc cuốn hút không hề thua kém các hot girl. Dù không phải là người nổi tiếng, nhưng tài khoản Facebook của Kim Lê có hơn 40.000 người theo dõi. Sau ngày lên xe hoa, Kim Lê tâm sự trên trang cá nhân rằng cô vẫn còn lâng lâng vì hạnh phúc và không bao giờ quên những lời chúc phúc của mọi người dành cho vợ chồng mình. Có quá nhiều thứ muộn phiền trước đây rồi, từ hôm nay sẽ là những ngày tháng thật khác. Cảm ơn anh xã yêu Mạnh Quân luôn tháo gỡ mọi muộn phiền của vợ, để vợ được làm cô dâu xinh đẹp và rạng rỡ nhất, yêu nhiều lắm. Mạnh Quân cũng chia sẻ cảm xúc về hôn lễ, một ngày trọng đại vừa diễn ra, tối về hai vợ chồng mệt lả. Anh cũng gửi lời cảm ơn bạn bè đã đến giữ ngày hạnh phúc của hai vợ chồng. Mạnh Quân sinh năm 1989 và bắt đầu nổi tiếng với vai Tuấn trong Nhật Ký Vàng Anh 2. Sau thành công này, anh tham gia nhiều dự án phim ảnh khác như Lý Công Uẩn, Đường Tới Thành Thăng Long, Vệt Nắng Cuối Trời, Giấc Mơ Hạnh Phúc, sitcom 5 Phút Online. Ngoài vai trò diễn viên, anh từng thử sức ở lĩnh vực ca hát khi thành lập nhóm BFP nhưng không có nhiều dấu ấn. Sam đã lấy lại tinh thần sau vụ bị trộm vào nhà phá két sắt. Hot girl diện váy cổ yếm khoe vẻ xinh tươi, quyến rũ trong buổi họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh. Sam vừa xuất hiện tại sự kiện sau khủng hoảng bị trộm đột nhập, lục tung nhà, phá hai két sắt và lấy đi nhiều tài sản giá trị. Sau những ngày hoang mang buồn bã, Sam đã lấy lại tinh thần. Cô khoe vẻ gợi cảm với trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long khi dự buổi họp báo công bố phát sóng phim sitcom Gia Đình Là Số 1 phiên bản Việt. Sam đóng vai Kim Chi, một phụ nữ hiện đại tham vọng, ước mơ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng và giàu có. Diệu Nhi hóa nhân vật cô giáo ngây thơ hậu đậu, bạn của Sam trên phim ảnh. Diễn viên Quang Tuấn và Nghiên Tuấn Kiệt hào hứng tham gia bộ phim hài hước, mua bản quyền của Hàn Quốc. Nghệ sĩ Việt Anh và Phi Phụng diễn vai cặp vợ chồng già, điều hành một gia đình đông con cháu với nhiều tình huống phức tạp. Thụy Mười chọc cười khán giả với những pha thêm dầu vào lửa để Phi Phụng cãi vã với con dâu Thu Trang. Tiến Luật và Quang Tuấn là hai anh em ruột trên màn ảnh nhỏ. Diễn viên Anh Tú đảm nhận vai Kim Long, còn Thi Nga là Yumi, bạn học cùng trường với anh.
Song Ngư thể hiện nhân vật cô y tá tên Dung trong phim, nữ diễn viên vui vẻ chụp ảnh cùng nghệ sĩ Việt Anh và đồng nghiệp Diệu Nhi trong sự kiện ra mắt phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình là số 1 phiên bản Việt, còn có nhiều gương mặt trẻ như Phát La, Hoài Long tham gia. Phim do đạo diễn Nhật Trung chỉ đạo thực hiện, phát sóng vào 19h50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm con giáp phát tài lộc giàu sang trong năm Đinh Dậu 2017. Người tuổi Hợi, Dần, Thìn, Dậu, Mùi có vận mệnh cực tốt giàu sang phú quý trong năm Đinh Dậu 2017. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền so với những người khác. Người tuổi Mùi khá nhạy bén với những cơ hội ngàn vàng mà người khác không nhìn thấy được. Tuy nhiên, để kiếm được một khoản tiền lớn, người tuổi Mùi phải trải qua bao gian nan vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó. Tuổi Hợi, những người tuổi Hợi cũng nhận nhiều may mắn trong suốt năm Đinh Dậu về tài chính. Trong cuộc sống và công việc luôn thuận lợi, tiền vào hầu bao như nước. Bên cạnh đó, ngoài công việc chính, người tuổi Hợi cũng gặp khá thuận lợi trong nghề tay trái của mình khi phát huy được những tài lẻ trong các mối quan hệ để kiếm tiền. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu. Tuổi Dậu, những thử thách trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong năm 2017 khá vất vả. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ giúp cho họ nhanh chóng vượt qua những chông gai phía trước để giành lấy thành quả, giá trị trên con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các vì sao may mắn. Những năm tiếp theo là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu. Ngoài ra, còn nhận được tin vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Tuổi Dần, người cầm tinh con hổ Dần sẽ gặp nhiều điều may mắn trong năm 2017. Tiền tài công danh, hạnh phúc trong gia đình sẽ đến với người tuổi Dần. Bên cạnh đó, trong công việc luôn diễn ra một cách suôn sẻ và trôi chảy, giúp mang lại nguồn thu ổn định và đều đặn. Tuổi Thìn, vận may của người tuổi Thìn được phục hồi và nhận được nhiều may mắn, tài lộc so với một năm ảm đạm 2016. Nhờ có quý nhân phù trợ, cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình giúp cho con đường sự nghiệp công danh của bạn lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, sẽ có khá nhiều ganh tị với thành công của bạn. Do đó, người tuổi Thìn cẩn thận trong từng câu nói, ứng xử ôn hòa khi trò chuyện với người khác. Đối với những tin đồn thất thiệt thì nên im lặng, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Những sao Việt tuổi Dậu giàu nhất showbiz Việt, Hoài Linh, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Lan Khuê là những sao Việt tuổi Dậu thành công và giàu có nhất trong showbiz Việt hiện nay. Hoài Linh sinh vào tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Hoài Linh có nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại trước khi về Việt Nam. Giám khảo của Ơn Giời Cầu Đây Rồi cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được nhân danh nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Hoài Linh được khán giả ghi nhận là danh hài xuất chúng của làng giải trí Việt hiện nay. Tên tuổi của nam nghệ sĩ đã thu hút khán giả cho tất cả các chương trình và dự án giải trí mà anh tham gia. Thế nên, không có gì để nghi ngờ việc Hoài Linh dẫn đầu top sao Việt có cachet cao ngất ngưỡng. Có thông tin từ một nhà sản xuất phim cho hay, Hoài Linh được mời đóng phim với thù lao lên đến 3 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Sáu Bảnh còn được trả trung bình 100 triệu đồng cho mỗi lần đi diễn tại phòng trà, sân khấu kịch và khoảng 200 triệu để góp vui tại sự kiện. Đối với nghệ sĩ hài, dịp Tết đến xuân về là cơ hội vàng để họ gặt hái. Hoài Linh luôn là gương mặt được chờ đợi trong mỗi video hài Tết, show giải trí chào xuân. Vậy nên, các công ty giải trí lại tích cực mở hầu bao để mời Hoài Linh góp mặt. Số tiền danh hài thu được từ các hoạt động trên cũng không nhỏ. Là người có đời sống riêng tư khá kín đáo, với tài sản kếch xù của Hoài Linh chưa từng được công bố trước truyền thông. Tuy nhiên, độ giàu có của danh hài được thể hiện qua sở thích chơi kim cương xa xỉ mà anh từng dạy lại cho Đàm Vĩnh Hưng. Không chỉ vậy, Hoài Linh còn sử dụng số tiền dành dụm của mình để đầu tư xây nhà tổ nghiệp với kinh phí lên đến 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây, Hoài Linh rất chăm chỉ chạy show. Tần số phụ sóng của anh rộng khắp trên các chương trình truyền hình với vai trò khách mời, giám khảo. Danh hài từng chia sẻ với báo chí, lý do tích cực đi diễn chính là kiếm cachet để về tiếp tục xây dựng nhà thờ tổ nghiệp. Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Mỹ Tâm khởi nghiệp ca hát vào năm 2001 với album đầu tay là Mãi Yêu. Sau 15 năm, Mỹ Tâm đã có vị trí vững chắc trong lòng khán giả và được xem là ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc Việt Nam.
không màu mè hoa trương, Mỹ Tâm chinh phục khán giả bằng sự chân thành giản dị và những sản phẩm âm nhạc với chất lượng đỉnh cao. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, ở tuổi 32, ca sĩ Mỹ Tâm đã có được khối tài sản đáng mơ ước. Hơn thế nữa, cô cũng đã có một hành trình cuộc đời nhiều ý nghĩa. Không phô trương hàng hiệu, không khoe trang sức hay quần áo tiền tỷ, nhưng so về độ giàu có thì Mỹ Tâm không hề thua kém bất cứ ai trong làng giải trí. Ở tuổi 32, hiện cô là bà chủ của một tòa nhà trăm tỷ tại vị trí đắt đỏ của Sài Gòn phồn hoa, cũng là bà chủ của một công ty giải trí, một thương hiệu thời trang riêng và đồng thời là người đứng đầu của một quỹ từ thiện hoạt động rất tích cực. Lệ Quyên cùng năm sinh với Mỹ Tâm và cũng bắt đầu khởi nghiệp ca hát từ những năm 2000. Hiện nay Lệ Quyên nổi tiếng với dòng nhạc bolero và được biết đến với danh xưng nữ hoàng phong trà. Lệ Quyên là ca sĩ được trả cachê cao nhất nhì showbiz Việt. Cô cũng là bà chủ của phong trà nổi tiếng ở Sài Thanh. Vợ chồng Lệ Quyên sở hữu khối tài sản kết xù nhưng lại luôn kính tiếng về sự giàu có của mình. Lệ Quyên sở hữu nhà cửa xe hơi tiền tỷ và cả những món đồ hiệu đắt giá. Không lên báo khoe những bộ sưu tập khủng, nhưng nữ ca sĩ sở hữu đầy đủ những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng khác trên thế giới. Lan Khuê sinh năm 1993 trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Không đi theo truyền thống của gia đình, Lan Khuê đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ cho phép theo đuổi con đường nghệ thuật. Ở tuổi 24, cô gái trẻ đã gặt hái được những thành quả đáng mơ ước với những danh hiệu cao quý: Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, giám khảo cuộc thi The Face 2016. Cùng với tên tuổi ngày càng đi lên, chắc chắn số tiền kiếm được từ việc chạy show và đóng quảng cáo của người đẹp sinh năm 1993 ngày càng tăng cao. Lan Khuê được xem là ngôi sao trẻ kiệm lời về đời tư. Cô hầu như không bao giờ chia sẻ về cachê và tài sản đang sở hữu. Tuy vậy, qua những món đồ hàng hiệu mà Lan Khuê đang sở hữu, cũng nói lên cuộc sống sang chảnh của cô gái này.